nguồn gốc tên gọi của các tỉnh miền Tây có khi bạn biết có khi không biết. Phần 2. Tiếp nối phần trước chúng ta sẽ đến tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp có tên gọi từ Đồng Tháp 10. Tư liệu thành văn viết Đồng Tháp 10. Không viết hoa chữ đồng, có nghĩa tháp thứ 10 hoặc tháp 10 tầng. Tháp 10 được hình thành và chuyển hóa như sau. Tháp 10 gò tháp 10, Đồng Tháp 10, vùng Đồng Tháp 10, tháp 10 Đồng Tháp. Tiếp đến là xứ Dừa Bến Tre. Bến Tre ngày xưa theo cuốn Mono Rap bờ Pro Vinje Bến Tre của tác giả Mé Nga In năm 1903. Người Khmer gọi là xứ tre vì các dòng xứ này tre mọc rất nhiều. Sau đó người dân lập chợ buôn bán và gọi là chợ Bến Tre, gọi tắt của Bến Xứ Tre. Chúng ta cùng đến vùng bảy núi An Giang. Tên gọi An Giang nghĩa là dòng sông An lành có thể định cư lâu dài, ý nghĩa cho việc khuyến khích di dân khẩn hoang lập làng. Tiếp tục Seri là Kiên Giang, nơi có hòn đảo ngọc tuyệt đẹp Phú Quốc. Kiên Giang là tỉnh được thành lập năm 1975, phần lớn là vùng đất thuộc trấn Hà Tiên cũ do Mạc Cửu khai phá vào thế kỷ 17. Địa danh Kiên Giang có thể bắt nguồn từ tên một con sông ở Rạch Giá, đó là sông Kiên và từ đó chúng ta có cái tên Kiên Giang, rất đơn giản dễ hiểu luôn. <laughs>